Hi, xin chào các bạn, chào mừng quý các bác anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh Đường Phố Sài Gòn Vlog. Hiện tại là mình đang có mặt ở ngã tư Phan Đăng Lưu và Phan Xích Long. Và phía trước mặt các anh chị đó là đường Phan Đăng Lưu. Quẹo trái Phan Đăng Lưu thì sẽ đi về sân bay Tân Sơn Nhất. Quẹo phải Phan Đăng Lưu thì các anh chị sẽ đi về Bà Chiểu. Và đi về khu vực Bà Chiểu thì hôm nay mời các anh chị cùng em đi một vòng đường Phan Xích Long và ngắm lại tình hình đường Phan Xích Long này như thế nào. Thì đi thẳng bên kia cũng là đường Phan Xích Long, nhưng đó là đường Phan Xích Long nhỏ. Phía bên em đây là đường Phan Xích Long lớn, là đường Phan Xích Long có con lương ở giữa nè các anh chị. Dạ, có con lương ở giữa là đường gọi là đường hai chiều, thông thoáng hơn. Dạ, còn bên kia cũng là đường Phan Xích Long nhưng mà đường Phan Xích Long bên kia nhỏ hơn. Dạ, em mời các anh chị cùng em lên đường nhé. Bây giờ mình sẽ quẹo lại, mình đi trên đường Phan Xích Long. Dạ. Thì hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2021. Thì ở thành phố có 44 ca nhiễm Covid trong cộng đồng. Chính vì vậy mà thành phố đã quyết định là đóng cửa tất cả các mặt hàng không thiết yếu để phòng chống dịch bệnh đó các anh chị. Chính vì vậy mà các anh chị thấy bây giờ tất cả các cửa hàng, hàng quán đều đóng cửa, chỉ được phép bán mang đi. Dạ, chỉ được phép bán mang đi thôi. Nên tình hình anh chị thấy khá là vắng vào buổi sáng ngày hôm nay. Và đây là khu vực của bệnh viện Hoàng Mỹ nè các anh chị. Là nơi đây cũng đang được phong tỏa để phòng ngăn dịch Covid-19. Bởi vì có liên quan đến một ca nhiễm đã đến bệnh viện Hoàng Mỹ này khám. Chính như vậy mà các lực lượng chức năng cũng đã phong tỏa bệnh viện Hoàng Mỹ để khử khuẩn và sàng lọc Covid-19 cho những cái người đã nằm điều trị trong bệnh viện Hoàng Mỹ này. Bên đây anh chị thấy không? Bây giờ là quán đóng cửa hết rồi. Trường cao đẳng cũng kéo cửa nghỉ luôn. Đây là một cái ngôi chùa mừng lễ Phật Đản năm nay cũng khá là buồn, tổ đình Kim Sơn đó các anh chị. Dạ, chỉ hoạt động nội bộ thôi. Lễ Phật Đản năm nay thì chỉ hoạt động nội bộ thôi, không có được vượt quá 10 người. Các nghi thức tôn giáo được phép hoạt động nhưng mà không quá 10 người, nên là đa phần là người ta chọn chỉ hoạt động nội bộ thôi các anh chị, và không có phục vụ cho bà con bên ngoài. Đây là những cái gian hàng bán mang đi thôi, và không được phép phục vụ tại chỗ nữa. Đây là quán Ghi Gabi là đóng cửa luôn rồi. Nói chung là nếu mình bán mang đi thì không bán được bao nhiêu đâu, và phải tốn thêm tiền nhân viên, chi phí khá là nặng. Chính vì vậy mà người ta buộc đóng cửa luôn anh chị. Đây là pizza nè, pizza đóng cửa luôn rồi. Đây là khu vực của đường Hoa Phượng với đường Phan Xích Long. Dạ. Đây là quán trà Xanh Phu Lao. Dạ. Bên kia đường là Highland Cà Phê. Highland Cà Phê. Dạ. Bây giờ thì đóng cửa, chỉ được phép bán mang đi thôi nhưng mà đóng cửa luôn. Anh chị thấy khá là vắng không? Dạ. Khu vực Phan Xích Long này là được mệnh danh là khu vực gọi là ăn chơi bậc nhất của quận Phú Nhuận đó các anh chị. Rất là tập trung trên đây rất là nhiều hàng quán cũng như là các thương hiệu ăn uống rất là đẳng cấp. Nhưng mà bây giờ thì buộc phải đóng cửa hết. Đây là Hu Thông, nhà hàng Hu Thông đây. Bây giờ là cũng đóng cửa luôn. Hu Thông Hot Pot. Đây là khu vực của đường Hoa Sứ. Bên kia có nhà hàng sushi Hokkai. Nhà hàng sushi Nhật cũng khá là lớn. Nhưng mà nói chung thì mùa dịch này thì tất cả các nhà hàng đã đóng cửa hết rồi. Dạ. Bít tết kiểu Pháp đóng cửa luôn nè, bò sinh đôi nè, kichi nè, gogi nè, bún quán thịt nướng Hàn Quốc gogi nè, anh chị thấy cho thuê
là cho thuê nhà nguyên một căn mình bị bự luôn, ở 24 bán mang đi. Sumo BBQ đóng cửa, Tabet cà phê đóng cửa, rất là nhiều những nhãn hàng ăn uống nổi tiếng tập trung ở trên cái con đường Phan Xích Long này. Bởi vì khu vực này vào buổi tối thì rất là tấp nập, rất là vui các anh chị, nhưng mà vào cái đợt bùng phát dịch bệnh Covid này thì tất cả buộc phải đóng cửa để phòng chống dịch bệnh, thì khả năng là phục hồi lại rất là khó. Bởi vì anh chị biết tiền thuê mặt bằng ở khu vực này không hề rẻ đâu, là một tháng vài chục ngàn đô, thì các anh chị khả năng để mà duy trì hoạt động nếu như đóng cửa kéo dài thì rất là khó khăn. Và hy vọng là sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh trong vài ngày để cho bà con phục hồi kinh tế, duy trì sản xuất kinh doanh. Chứ đợt dịch này mà đóng cửa kéo dài thì khả năng trả mặt bằng hay là khả năng ngưng sản xuất, ngưng kinh doanh và phá sản rất là cao anh chị, bởi vì không chịu nổi tiền mặt bằng đâu. Mất tiền tỷ đối với tiền thuê mặt bằng là như chơi, là bởi vì các anh chị thuê một cái mặt bằng vài ngàn đô, rồi anh chị phải có gọi là tiền đặt cọc á, và tiền đặt cọc phải từ 3 đến 6 tháng các anh chị. Đây, thì dòng đi dòng lại là cũng tiền tỷ rồi, và nếu mình trả mặt bằng trước thời hạn thì mình phải mất đi cái tiền đặt cọc đó. Và nhưng mà nhiều người cũng buộc phải trả mặt bằng, bởi vì thà mất tiền cọc còn hơn là kéo dài cái sự kinh doanh không có lợi nhuận, thì càng kinh doanh là càng lỗ. Vừa lỗ tiền mặt bằng, vừa lỗ tiền kinh doanh thì nó còn thê thảm hơn. Người ta buông, và buông chịu lỗ tiền mặt bằng để mà mình duy trì được cái đồng vốn của mình. Đây là những cái quán nhậu, và khu này là khu quán nhậu, lẩu gà, cua đồng, hải sản. Và khu này thì là khu quán nhậu bình dân. Ở phía cuối đường Phan Xích Long là những cái khu bình dân các anh chị. Đây là dê tài ký nè. Dạ, dê tài ký. Phía cuối đường Phan Xích Long là những cái quán nhậu bình dân, phục vụ cho tầng lớp bình dân hơn. Rồi nhà hàng, khách sạn. Và còn khúc giữa, khúc và khúc đầu của Phan Xích Long thì phục vụ cho thành phần gọi là cao cấp hơn, là những cái nhà hàng, những cái thương hiệu quán ăn nổi tiếng trên thế giới. Dạ. Cơm tấm xứ dừa nghỉ luôn, đóng cửa. Phở Hà Nội món ngon, bánh cuốn, bánh ướt chị mang bán mang đi cho các anh shipper mang đi thôi. Toriya quán Nhật cũng phải đóng cửa. Nói chung thì tất cả các quán đều phải đóng cửa, chỉ còn ít quán bán phục vụ mang đi thôi. Thực sự ra bán phục vụ mang đi thì những cái mặt hàng nào dễ mang đi thì mới bán được các chị, như bán lẩu, bán nướng đồ thì rất là khó mang đi. Thường là lẩu thì phải ăn nóng, nướng thì phải nóng, nướng nóng tại bàn mình ăn mới ngon. Những cái món đó mang đi thì rất là khó, khó có người chịu mua mang về, nên là ít, rất là ít kinh doanh cái những mặt hàng đó. Nên mình tốt nhất là đóng cửa luôn cho nó khỏe, vừa phòng dịch và vừa đảm bảo an toàn. Đây là khu vực của cây xăng, và cây xăng trên đường Phan Xích Long. Nói chung là đóng cửa nghỉ luôn để vừa đảm bảo sức khỏe cho nhân viên, cho bản thân mình và cho cộng đồng. Chứ bán thì cũng không được bao nhiêu. Lỡ thì dịch bùng phát tại quán mình nữa thì phải cách ly 21 ngày cũng phiền phức. Nên thôi nghỉ luôn cho rồi. Còn những mặt hàng như là thức uống thì có thể là bán mang đi được, bởi vì như là cà phê hay là nước uống giải khát thì mang đi được. Đây là hủ tiếu mực. Hủ tiếu mực khá là lớn cũng phải đóng cửa. Cơm gà ngũ gia. Nướng tự chọn
rất là nhiều quán ăn, rất là nhiều món ngon các anh chị. Bây giờ thì thôi tạm rời xa những cái quán ăn ngon, chịu khó mua về nhà. Một lần đi chợ thì mua nhiều thức ăn dự trữ trong nhà, đi chợ lần tuần đi, dự trữ trong nhà nấu ăn cùng gia đình, phục vụ mang về giao hàng tận nơi. Mình mua về nhà mình dự trữ trong tủ lạnh để ăn từ từ rồi nấu ăn cùng với gia đình cho nó lạnh, cho nó an toàn, vừa ăn nóng đảm bảo an toàn về thực phẩm mà vừa tránh lây lan dịch bệnh nữa. Ở nhà ăn cho nó lạnh anh chị. Bây giờ ra quán ngồi ăn thì cũng ăn thì phải mở khẩu trang ra, mà mở khẩu trang ra ăn thì cũng hồi hộp, lo lắng cũng không ngon lắm. Dạ. Đây là khu vực của bệnh viện Hoàng Mỹ đây. Phải tạm ngưng để phong tỏa, tạm ngưng nhận bệnh để phong tỏa khám sàng lọc cho những người nằm điều trị nội trú bên trong của bệnh viện Hoàng Mỹ. Thì nãy giờ em cũng đi một vòng chia sẻ đến quý cô anh chị tình hình trên đường Phan Xích Long vào ngày 28 tháng 5 năm 2021 để cho các anh chị nắm xem tình hình đường Phan Xích Long hôm nay như thế nào. Dạ, đến đây thì cũng đến đường Phan Đăng Lưu rồi. Dạ, kết thúc hành trình của ngày hôm nay thì em cũng xin dừng đoạn video clip ở đây. Dạ, hẹn gặp lại quý bác anh chị ở những video tiếp theo nhé. Những video rong ruổi khám phá đường phố Sài Gòn và chia sẻ về cuộc sống Sài Gòn. Em xin chào và hẹn gặp lại.